Rồi mẫu sau là em sale cho mấy chị là mẫu lằn suông 477 chị yêu đang xem live rồi, mọi người ơi comment giùm em con số 4 nha. Comment giùm em con số 4 qua thêm mẫu nữa cho mấy chị yêu nhà mình luôn nè. Rồi à, chị Hà Trang ơi mà chị giúp giùm em đặt hàng đúng thông tin nha. Chị ơi comment mà có cái mẫu zoom không à, có cái mã không là em ngân chốt không được nha. Bây giờ comment số 4 em lên cho mấy chị một cái tuyệt phẩm luôn. Mặc lên cái mẫu này mình sẽ thấy là mình ốm hơn rất là nhiều, dáng mình sẽ gọn hơn ha. Rồi hello mấy chị yêu nhà mình luôn nè. Ngân dáng đẹp, mặt đẹp, nhìn thích. Dạ em cảm ơn chị Mỹ Linh nha, cảm ơn chị rất nhiều luôn. Cái mẫu này là một trong những cái mẫu mà nó che khuyết điểm rất là tuyệt đối, khẳng định cho mấy chị luôn. Và chị nào mà có bụng to đến cỡ nào nè, hoặc bắp tay to, đùi mình hổng đẹp, mấy chị cứ về đổi với em. Em nhận cho mọi người fix dáng hết trong vòng một nốt nhạc luôn ha. Rồi comment số 4 giùm em chuẩn bị qua mẫu nè. Em này là dễ mặc nhất luôn mấy chị. Số 4 có mã sản phẩm là 6539 nha mọi người ơi. 6539. Ờ cái mẫu này ít nè mấy chị. Cái này là tranh thủ giùm em nha. Mẫu này em bán rất chạy. Và em phải em thống kê trong đầu của em á mấy chị, cái mẫu đầm này nè mấy chị, cái mẫu đầm suông này nè là một trong những mẫu đầm suông mà em đi bán rất chạy trong những khoảng thời gian vừa qua luôn mấy chị ơi. Cái gam màu nền đen ha, cái màu này em nhìn em còn khen mấy chị, mặc lên nó gọn bưng à. Với lại cái dáng đầm suông này nó có cái độ thoải ra ngoài nên nhìn dáng người mình rất cao, không có sợ mình bị mập, không có sợ mình bị lộn thộn ha. Mã này lên giùm em là 6539, gạch ngang số điện thoại. Mẫu này ít hơn, ít nhất luôn nè, 4 size S, M, L và XL là từ 40 cho tới 70 cân. Tại sao 70 cân mấy chị? Tại vì đầm suông mình có thể mặc nhích lên thoải mái luôn. Được không ạ? À? Giá gốc 520, sale còn 339.000, chốt đơn giùm em. Lụa là lụa mango nha mọi người, không có nhăn. Không có nhăn, không có bị ra màu khi giặt gì hết trơn, có phối lớp lót. Lớp lót này là lớp lót giấy nha mọi người nên nó rất là mịn. Cái vải của nó nhẹ hơn rất nhiều, nó nhẹ tên là mấy chị mình mặc như mình không biết luôn á. Đây, và các chị nhìn giùm em cái cổ nha. Cổ em làm phối cổ tròn, hai bên chỗ này nè. Em đính cho mấy chị đính cường, đính đá nó rất sang, nó tạo cái điểm nhấn ngay chỗ cái khuôn mặt, giúp cho cái khuôn mặt mình sáng hơn, mình duyên dáng hơn rất nhiều. Và tạo những cái đường xếp nhíu như chỗ cổ này, nhìn nó rất trẻ mấy chị. Cái đầm này nha mọi người ơi, không cần phối dây chuyền cho em nó vẫn đẹp. Cái này mọi người có cào cấu nó cũng không có bung là được, tại vì em làm đính rất là chắc chắn. Đây, các chị nhìn giùm em nè, những cái đường xếp nhíu em làm đổ ra nè. Cái màu hoa nó rất xinh luôn. Em nhắc lại đây là một trong những dáng đầm suông em bán chạy nhất trong năm nay luôn. Em bán ở cửa hàng khách vào, khách án khen hết trơn mọi người. Cái đầm này ở ngoài nó đẹp hơn. Đây mấy chị thấy không, những cái đường xếp ly này em làm cho mấy chị nên là che bụng rất tốt luôn. Lên giùm em cú pháp là 6539, 4 size, từ 40 cho tới 70 cân là mình có đơn. Đây là cái mẫu em bán rất chạy luôn á mấy chị. Cái này mình đi du lịch ha, phối cho em chiếc mắt kính này. Đầm này mặc mát rượi nha mọi người, mát ơi là mát luôn á, thật sự rất rất là mát. Mỗi người nên cần nha mấy chị, mùa hè này mỗi chị nên cần. Mấy chị tin em đi, cái đầm này nè em bán rất là nhiều, khách hàng vô bận ai cũng khen, bận xong là lấy luôn á mấy chị. Và đặc biệt nữa, chị nào đã mua những cái đầm suông của em rồi, nhất là cái 6539 này nè, mấy chị thấy nó sẽ khác nhiều hơn so với những đầm suông khác luôn. Nó có cái độ mà giúp cho mọi người che khuyết điểm tuyệt đối luôn. Cái đầm nào em không biết, nhưng mà đối với cái đầm suông là nó che hết. Có cái gì là nó che hết, mấy chị nó nằm ở bên trong như thế này nè. Đó, và gam màu đen như thế này nữa thì trong mấy chị sẽ ốm hơn. Và cái form mình nó đẩy dáng đi ra hai bên ngoài nên là trong dáng người mình cao hơn. Nhìn thời thượng ha mấy chị. Cái này thì em đang mặc cho mọi người size M này. Đó, vẫn rất đẹp luôn. Những cái dáng đầm suông thì size S nó cũng như size M, mà size M nó cũng như size L vậy đó mấy chị. Nên từ 40 cho tới 70 cân mấy chị nổ đơn cho em 339.000. Cái này tới 70 cân luôn nha chị Ngân Quỳnh ơi, tới 70 cân luôn giùm em nha chị ạ. Nên là đặt hàng đầy đủ thông tin 6539, chị Trinh Huỳnh có đơn, chị Đan Hà, chị Rinh Trần có đơn giùm em nè. Em chốt đúng 10 chị, em chốt đúng 10 chị thôi, còn 8 chiếc nữa. Chị Hồng Nguyễn có đơn nè, ok chị yêu luôn. Rồi còn 6 chiếc cuối cùng nữa nha cả nhà ơi, đặt hàng sớm có hàng. Rồi em còn 5 chiếc bắt đầu thì chị Hoa Võ, chị Hùng Thanh nè, chị Thân Thị Hường Ánh, chị Diễm Xưa là không có đơn nha chị. Diễm Xưa comment giùm em thêm số điện thoại nha chị Diễm Xưa ơi. Đặt hàng đầy đủ thông tin giùm em 6539. Xinh lắm. Thì có cái đầm này ai cũng khen hết trơn mấy chị. Khách em á ở cửa hàng mấy chị biết không, vô thử đồ một cái thấy mẫu này thử liền. Tại vì các chị đa số mình lớn tuổi, mình thích mặc cái gì đó nó thoải mái. Không ai thích mặc cái gì gò bó, mấy cô xóm em cũng vậy mấy chị. Mỗi lần em đi live bảo
Ngân Ngân, con có like cái đầm nào đầm xu không, về nói cho cô. Mặt nó thoải mái, mấy chị đứng lên ngồi xuống nó cũng dễ chịu. Và đặc biệt cái đầm xu này nè mấy chị thấy không, em làm có hơi hướng nó thoải ra ngoài chứ không phải nó xuông đuột nha mọi người ha. Nên là mình không có sợ mình bị mập. Và mình rất là gọn, em nói rồi, cái đầm này là một trong những cái đầm em rất là tự tin luôn. Nó sẽ làm cho mấy chị gọn người tuyệt đối luôn. Với lại em làm cái nền màu đen nữa nên mấy chị ốm, người mấy chị rất là cao ráo luôn. 339.000 thôi. Cái đầm này mát đó mấy chị, mùa hè này mỗi chị nên có một em. Nên có một em và cứ dồn đơn cho em. Lụa mango trong năm nay em bán chạy nhất. Lụa mango năm nay là phải nói là bán rất đắt luôn á mấy chị. Các chị khách đó vô là phải hỏi em ơi hôm nay có lụa mango không, là mấy chị biết rồi. Thường thường em cũng có lụa mango nhưng mà lụa mango này em nhập cho mấy chị loại cao cấp nhất luôn, xịn sò nên là giá tiền nó cao nhưng mà em không có tăng. Giá gốc em vẫn bán có 520 thôi à mấy chị, là bằng một cái đầm voan. Hết size XL. Vậy là em còn cho mọi người là 3 size S, M và L. Là từ 40 cho tới 6 mấy cân chị? 62 cân. Từ 40 cho tới 62 cân là mình có đơn giùm em. Mấy chị cứ nghe em chốt cái này đi, em khuyên thiệt. Mấy chị nên dồn đơn nha, đừng có ai chốt một cái nha. Tại vì cái mẫu này nè rất là đẹp. Mấy chị nên mua 2 đến 3 cái cho em dồn đơn để chiều đơn em đi đơn một lần một luôn. Đỡ đi đắt nhắc cho mấy chị ha. Chuẩn bị sắp hết hàng. Đây em cho mọi người coi cái dây khóa kéo ở phía sau. Cái này không cần dây khóa kéo nha. Cái này là có cho mấy chị cái hạnh phúc này. Dồn đơn cho em mấy chị. Hôm nay đừng mua một cái nó thiệt luôn. Mua cho em 2-3 cái cũng được, 5 chiếc cũng được. Tại vì giá em bán quá rẻ. Em cũng lựa thời cơ hôm bữa mấy chị. Em mua một cái đầm có 300 mấy thôi, rất là rẻ rồi. Bây giờ chuẩn bị qua mẫu luôn. Comment cho em ngân số 5. Dồn đơn thêm mẫu nữa nè mấy chị. Comment số 5 nha, qua mẫu luôn nha mấy chị. Tại vì cái em đầm này không có nhiều nên là em cũng qua luôn. Comment số 5 để em xem cho mấy chị mẫu sau. Trời ơi, mẫu sau là mẫu này ha chị. Đỉnh vậy. Ok mọi người luôn, comment số 5 giùm em nha. Qua mẫu tiếp tục luôn nha.